Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GVL Hoàng Mai. Trước mắt tất cả các bác đây là một model PRX, model SUV PRX 518. Tình trạng đẹp xuất sắc, và mỗi một clip mà khi em Cao giao hàng cho tất cả các bác thì em Cao thông thường là bật nội thất, và điều đó em rất quan trọng còn hơn cái vỏ rất là nhiều các bác nhá. Đây là một model ngon bổ rẻ và liền công suất cửa đao. Một viên hai tác dụng, và chúng ta không cần phải kết hợp cục đẩy để đánh một con súp, đôi khi tiết kiệm được cả kinh tế lẫn chi phí. Và đây là gọi là một con súp cực kỳ kinh tế. Tại sao em nói vậy? Vì các bác mua một cục súp hơi với một con đẩy thì các bác phải chấp nhận được cái giá có thể còn lên tới 50 triệu, nhưng mà đây là một model mà nhà sản xuất đưa ra là chính hãng và nguyên zin của nhà sản xuất chứ không chế cháo, cho nên chúng ta yên tâm để chúng ta sử dụng. Tiếng thì cực mềm các bác nhá. Thật ra chúng ta ở Việt Nam chúng ta không chuộng liền công suất nhiều, thứ liền công suất nó cũng có cái rất hay của nó các bác nhá, kể cả loa full nó cũng cực mềm mại. Thật ra em cũng bán rất ít nhưng em cũng đã được thưởng thức, nó cực kỳ mềm mại và ấm áp. Khi người ta đã tính toán để đưa ra cục công suất liền với cái loa thì bao giờ cũng trình độ hơn các anh em mà có thể như bọn em rất là nhiều. Thế cho nên một lần nữa các bác có thể tham khảo và có thể chơi những model mà có thể liền công suất cũng không sao các bác nhá. Trước mắt tất cả các bác đây là một model bát là 2044E và bát 1 ôm. Thì đây là các bác nhìn nó khá là xuất sắc luôn, vẫn còn 7 màu và make in USA các bác nhá. Đó, lắp ráp thì tại Mexico nhưng củ bát make in USA. Và cũng rất nhiều các cái thông thường có nhiều bác hỏi là tại sao bát lại USA thì người ta nhập USA và lắp ráp tại Mexico. Câu chuyện nó rất là bình thường các bác nhá. Đó, các bác nhìn này. Và mới kinh khủng luôn. Đây là một quả súp để gửi người anh em Hải Phòng các bác nhá. Đó. Và đẹp dã man luôn. Đấy. Cái điều này là rất quan trọng đối với chúng ta các bác nhá. Xuất sắc luôn. Và các bác nào đã nghe tới từ dòng súp điện là các bác cũng biết. Vâng, theo như em thì nó khá là êm ái, mềm mượt. Nhưng mà các bác nhìn nó cũng khá lâu rồi, nhưng mà các bác nhìn 7 màu. Đó. Xuất sắc luôn. Đây là keo nhện, các bác hãy nhìn kỹ ạ. Đó. Và mặt xanh lét luôn, như mới luôn. Em sẽ quay rất chi tiết để các bác cùng chiêm ngắm. Em còn một quả nữa cũng như này luôn. Đó. Và có cả tới dòng 718 và 818 em cũng có liền công suất các bác nhé. Đó. Và các bác hãy nhìn nó mới đến cỡ nào. Thùng vách khá là đẹp. Cục súp này gửi người anh em Hải Phòng các bác nhé. Tiếp tục lại là anh em Hải Phòng ủng hộ em Cao. Em cũng đã tháo công suất và kiểm tra Orozin. Các bác không phải suy nghĩ về cái mạch công suất này. Và đẹp là xuất sắc. Các bác hãy nhìn cái tư tính 7 màu. Đó. Cái điều này rất là quan trọng khi loa nó còn mới các bác nhá. Đó. Ok, nó cũng không có gì quá nhiều về cái dòng súp điện này. Chủ yếu là nó là mới quá thôi chứ còn nó không có cái gì cả các bác nhá. Đấy. Và sau đây em xin test hàng. Test hàng để gửi đến tất cả các bác. I'm in the club, beating up, me and the DJ, hitting up, hopping the bottle, no one's got it, that's like my job, I'm a special survivor, I'm coming down, shorty, I'm taking my stick.
Tiếng súp của PRX518. Phải nói rằng cái chất âm cực kỳ sâu lắng, uy lực. Nhưng mà nhất là các bác phải nhớ rằng nó rất là vừa tiền các bác nha. Đó là cái điều rất là quan trọng. Đó là một viên, hai tác dụng. Và khi các nhà kỹ sư hàng đầu của JBL đã kết hợp để đưa công suất vào đây thì các bác không phải bàn. Chúng ta cứ bán thóc đi là thôi, chúng mày cứ tính cho anh là anh bụt là anh chơi thôi các bác nhá. Cho nên một lần nữa chúng ta không phải nghi ngờ nhiều. Đó là những cục liền công suất mà phải nói rằng về dã man. Các bác hay đeo tai nghe để thẩm âm tiếng súp PRX518 của em Cao các bác nhá. Và xin cảm ơn anh em Hải Phòng rất là nhiều. Liên tục các bác Hải Phòng ủng hộ em Cao, đó là cũng là một cái niềm rất vinh dự. Khi phải nói rằng các bác Hải Phòng Quảng Ninh cũng rất là ăn tơi. Cho nên là rất là thành điệu luôn các bác nhá. Đó. Yêu âm thanh, âm nhạc vô cùng. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Các bác đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Bắt đầu chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai. Và trên đó em còn rất nhiều những mẫu súp, ví dụ 718 này, 818 luôn sẵn hàng để phục vụ tất cả các bác. Và vẫn còn một con 518. Và các bác nhớ em sẽ chuẩn bị xuất hiện VRX nguyên thùng súp cũng sẽ có mặt tại kênh Cao JBL Hoàng Mai. Rất nhiều món hàng mà chuẩn bị về em Cao không biết giao món nào trước, giao món nào sau. Cho nên một lần nữa bác nào có quan tâm các sản phẩm bên em Cao thì hãy đừng quên cho em Cao xin một like. Và nhớ hãy ấn vào nút chuông để đăng ký khi em Cao review sẽ có thông báo được lên các bác. Đúng lúc đó là các bác có thể xem được ngay em Cao đang review sản phẩm nào. Và những sản phẩm nào có thể vừa túi tiền của các bác thì các bác hãy nhấc máy gọi cho em Cao, có thể một là tư vấn, chưa mua được thì lúc khác các bác nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xin chào tất cả các bác nha. Đây hàng súp đi Hải Phòng cho anh em. Ok rồi. Bà nhà xe cẩn thận thôi nhá.